tiên tri chấn động, đúng tháng 3 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, sự nghiệp lên hương, tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, con giáp này tiền về đầy túi, lộc vàng đầy kho, hết lo nghèo khổ, đổi đời giàu có hơn người. Kính thưa quý anh chị Bính Thìn thân mến, tháng 3 âm lịch tới đây, kênh Minh Đường Tử Vi nguyện chúc cho quý anh chị đang theo dõi video sẽ nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Minh Đường Tử Vi rất lấy làm biết ơn khi được gặp lại anh chị Bính Thìn 1976. Hy vọng những thông điệp được truyền tải đến quý anh chị ngay sau đây sẽ phần nào giúp anh chị sống đời bình an, hạnh phúc ngập tràn. Và trước khi đi vào nội dung chính thì Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý anh chị Bính Thìn 1976 đã luôn đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi trong suốt chặng đường vừa qua. Mọi sự ủng hộ và đón xem của quý anh chị sẽ góp phần lớn lao đến đội ngũ biên tập kênh Minh Đường Tử Vi, công đức vô lượng này. Xin được hồi hướng đến toàn thể quý anh chị đã đăng ký theo dõi kênh, xem video, nhấn like và đưa ra những cảm nghĩ của mình bằng lượt bình luận bên dưới video. Và kênh Minh Đường Tử Vi sẽ liên tục cập nhật và cô đọng chắt lọc những nội dung tinh túy nhất, chính xác nhất về vận trình của quý bản mệnh, về tử vi 12 con giáp, cùng các nội dung đặc biệt hấp dẫn khác để mang đến cho quý anh chị những trải nghiệm tuyệt vời nhất trong quá trình truyền đạt thông tin. Thì đội ngũ biên tập kênh không thể tránh khỏi những thiếu sót, và nếu có chỗ nào không phải thì mong quý anh chị Bính Thìn 1976 thông cảm, hoan hỷ và đồng hành, cũng như góp ý kiến để Minh Đường Tử Vi cố gắng ngày một hoàn thiện hơn để giúp ích cho đời và cộng đồng Tử Vi Việt ngày một phát triển. Nếu quý anh chị mong muốn biết thêm chi tiết về mình thì hãy để lại thông tin cụ thể bên dưới phần bình luận. Đội ngũ biên tập kênh sẽ gửi đến quý anh chị Bính Thìn 1976 thông tin cụ thể, đầy đủ nhất. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của quý anh chị. Anh chị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực, giúp đời, giúp người, anh chị Bính Thìn 1976 nhé. Minh Đường Tử Vi xin cảm ơn thiện tâm của anh chị. Và ngay sau đây, không để anh chị Bính Thìn 1976 phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết, xin mời quý anh chị cùng lắng nghe. Tháng 3 âm lịch, sự nghiệp vượt bậc, tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, con giáp này tiền về đầy túi, lộc vàng đầy kho, hết lo nghèo khổ. Kính thưa quý anh chị, và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 thân mến, trong cuộc đời này, ai trong chúng ta cũng đều mong mình gặt hái được nhiều điều tốt đẹp, nếu như không thể giàu có bằng người khác thì ít nhất cũng phải trải qua một cuộc sống an nhàn, bình yên bên người mình thương yêu. Để có được những điều này, mỗi người đều phải nỗ lực không ngừng để thay đổi bản thân từng ngày. Tử vi học có nói, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, không phải ai sinh ra là được tận hưởng nhiều may mắn. Có người trước khi đến với thành công phải trải qua nhiều khó khăn vất vả, họ chỉ dám trông mong mỗi ngày mình sẽ thay đổi, không nghĩ đến những tháng ngày tới mọi thứ sẽ như thế nào. Theo thông tin mới nhất từ giới tử vi học, tháng 3 âm lịch, tuổi Bính Thìn sinh 1976, sẽ công thành danh toại, cuộc sống được nâng lên một tầm cao mới, không những có thể tạo dựng sự nghiệp vững chắc ổn định, mà còn có thể tạo dựng được gia đình ấm no sung túc. Sau tất cả, từ trung vận trở đi, con giáp này có trong tay tất cả, chỉ việc an nhàn, hưởng thụ cuộc sống viên mãn. Và để biết được vận trình cụ thể tháng 3 âm lịch của tuổi Bính Thìn diễn biến ra sao, thì tiếp theo chương trình xin mời quý anh chị cùng theo dõi video ngay sau đây nhé. Và trước khi đến với phần luận giải chi tiết tử vi tháng 3 âm lịch của tuổi Bính Thìn 1976, Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý anh chị cùng điểm nhanh qua về tính cách tuổi Bính Thìn có điểm gì nổi bật ngay sau đây. Trời sinh Bính Thìn là người chính trực, cương nghị, luôn đứng về phía lẽ phải. Tuy nhiên, đôi lúc họ có chút bất mãn với thời cuộc, không hài lòng với những bất công trong xã hội. Người này không có duyên bạn bè, bạn ít, mà hầu hết đều là người chỉ chung vui chứ không cùng chịu khổ. Tính cách của Bính Thìn hoạt bát sôi nổi, nhưng trái lại cũng không kém phần nhạy cảm và tinh tế. Bính Thìn là người chính trực, vô tư, nghiêm khắc với bản thân, đòi hỏi cao với bạn bè, công tư phân minh, không vì lợi lộc mà bán rẻ lương tâm. Họ không khéo trong chuyện xã giao, cũng không biết làm mầu nịnh bợ. Người này luôn ôm trong mình hào khí ngất trời, lý tưởng cao xa, tài năng hơn người, khiến họ dễ dàng giành được thành công trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa. Chỉ cần cố gắng và giữ nghị lực thì thành công không nằm ngoài tầm tay họ. Bên ngoài có vẻ chững chạc trưởng thành, nhưng mà họ có nội tâm vẫn giữ nét ngây thơ trong sáng của trẻ thơ. Bản tính vui vẻ lạc quan, cũng rất thích hài hước. Có thể nói, đây là người mang tổng thể phức tạp với nhiều mâu thuẫn đối lập, vừa tài hoa, lại vừa ngây ngô, vừa chăm chỉ, lại vừa hay than thở,
vừa vui vẻ lại buồn ngay được, song nói chung thì họ là người có thể tin cậy được. Bính Thìn là người rất thông minh, hoạt bát, ngay thẳng và cứng rắn. Họ luôn ngập tràn sức mạnh và năng lượng, là biểu tượng của sự giàu có, quyền lực và hơi kiêu ngạo. Họ là người thông minh, sắc sảo, có tài ăn nói và có giác quan nhạy bén, nên rất dễ thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Tuổi Bính Thìn sống rất vô tư, lạc quan và yêu đời. Họ luôn mang đến tiếng cười, niềm vui, niềm hạnh phúc cho người khác. Bởi vậy, Bính Thìn có nhiều mối quan hệ rộng rãi, được bạn bè và người thân xung quanh yêu mến. Bính Thìn mệnh thổ rất lương thiện, dễ mũi lòng. Đây là bản tính của họ chứ hoàn toàn không có chút gì giả tạo. Tuy họ luôn có mong muốn lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ, nhưng tính cách không rõ ràng nên cuộc sống của họ khá bình yên. Thực ra, người này chỉ cần cố gắng chăm chỉ thì với tố chất của mình họ hoàn toàn có thể trở thành lãnh đạo, quản lý xuất sắc, có quyền lực trong tay, đủ sức tạo phúc cho nhân dân. Tuổi Bính Thìn nữ mạng thì rất thoải mái, linh hoạt trong cách giao tiếp, với vẻ ngoài thanh lịch, họ dễ tạo được thiện cảm với mọi người xung quanh, đặc biệt là người khác giới, nụ cười luôn rạng ngời trên môi và ánh mắt thân thiện cũng là ưu thế của họ trong giao tiếp. Tuổi Bính Thìn sống bao dung chân thành, vì vậy bạn bè người thân luôn tìm đến họ để sẽ chia nỗi niềm tâm sự, nhưng tuổi Bính Thìn lại giải quyết mọi việc đều bằng lý trí, không vì tình cảm riêng mà ảnh hưởng đến công việc chung. Họ dễ nóng giận và cũng dễ tha thứ cho người khác, không bao giờ ôm thù hận trong lòng. Họ là những con người hành động mạnh mẽ, dứt khoát và vô cùng quyết đoán. Tuổi Bính Thìn một khi đã đặt ra mục tiêu cho mình thì nhất định sẽ thực hiện được. Tuy nhiên, sự tự tin thái quá sẽ như một con dao hai mặt. Nếu chủ quan, con dao ấy có thể đâm sau lưng họ bất kỳ lúc nào. Phụ nữ tuổi Bính Thìn luôn đấu tranh để tìm được sự bình đẳng trong cuộc sống. Họ thích làm việc thiện và kêu gọi mọi người xung quanh gia nhập vào những tổ chức từ thiện, ủng hộ, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Họ là những cô nàng thoải mái, năng động, hòa đồng với mọi người xung quanh. Họ giản dị trong cả phong cách ăn mặc, không quá cầu kỳ. Đó là lý do tại sao quý bản mệnh sẽ luôn thấy hình ảnh cô nàng tuổi Bính Thìn với những bộ trang phục đơn giản, thoải mái, chứ không phải những bộ váy áo sexy. Phụ nữ tuổi này trông bề ngoài thì có vẻ rất cứng rắn kiên quyết, nhưng nội tâm khá hiền lành và mềm mỏng, nhân hậu, đôi lúc đa sầu, đa cảm. Họ cũng có lúc để lộ sự cố gắng, gồng mình tỏ ra mạnh mẽ để lên dây cót tinh thần, nhưng ẩn bên trong lại khác. Tuổi Bính Thìn nam mạng có tính cách thay đổi khá nhanh. Họ là những con người say mê quyền lực, khá ngông cuồng và kiêu ngạo. Tuy nhiên, người này lại gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Tuy ngông cuồng kiêu ngạo, nhưng họ lại sở hữu một tính cách vị tha, khoan dung, lúc nào họ cũng tràn đầy sinh lực. Đối với họ thì một cuộc sống đa sắc màu rực rỡ mới là một cuộc sống đáng để hưởng thụ. Tuổi này cũng có những tính xấu, đó là hay muốn gây sự chú ý, thích coi mình là trung tâm, đòi hỏi vô độ từ người khác mà không cần lý lẽ và có những suy nghĩ khá lạ đời. Tuổi Bính Thìn họ thường gặp những trắc trở nho nhỏ trong thời thơ ấu. Từ nhỏ bạn đã yêu quá nhiều ở người thân, cho nên hoàn cảnh xung quanh không mấy hoàn hảo đối với bạn. Mặt khác, cá tính độc lập sẽ khiến bạn gặp nhiều phiền toái không cần thiết khi đến thời trung niên, vì bạn luôn muốn nổi bật trong đám đông. Như vậy, thường khiến người ta ghen ghét, đố kỵ, gây ra nhiều rắc rối và hiểu lầm. Quý bản mệnh nên chú ý điều tiết mối quan hệ với người xung quanh, có nhiều chuyện cũng nên hỏi ý kiến người khác. Nhưng khi về già, tuổi Bính Thìn thường rất vui vẻ, gặp mọi sự thuận lợi, có thể nói là muốn mưa được mưa, muốn gió được gió. Bính Thìn vốn thông minh, lanh lợi bẩm sinh, phản ứng nhanh nhạy, quan sát tinh tế. Bởi vậy, họ không mấy vất vả khi quản lý kinh tế tài vụ. Có điều, tuy họ biết cách quản lý tiền bạc, nhưng không sao chuyên tâm theo đuổi phú quý. Hơn nữa, thông thường đối với họ thì tiền bạc chỉ là phương tiện để đạt được mục đích cao nhất của đời người mà thôi, chứ không phải là thứ quan trọng nhất. Điều bạn mong muốn duy nhất là thực hiện được ước mơ của bản thân. Quan điểm về tài lợi của họ quả chính xác và sáng suốt, nếu có thể hài hòa giữa hiện thực và lý tưởng. Nếu có thể coi theo đuổi tiền bạc cũng là một phần của cuộc sống, Bính Thìn có khả năng trở thành đại phú. Nhưng với tính cách của họ, nếu thu nhập nhiều, nghĩa là chi tiêu cũng lớn. Cho nên nếu muốn dành dụm tiền một cách có kế hoạch thì hãy đầu tư vào bất động sản hoặc cổ phiếu để gia tăng và giữ gìn tài sản. Lòng tự tôn cao thúc đẩy họ có lý tưởng hơn người. Nếu phân tích kỹ lòng tự tôn ấy thì thường chỉ để thỏa mãn sự say mê hư danh mà thôi. Dù Bính Thìn có thể kiếm được ra rất nhiều tiền, song cũng chỉ nhằm chứng minh bạn tài giỏi hơn người mà thôi. Vì vậy, bạn chớ ấp ủ ý định làm giàu nhanh chóng bằng cách đi đầu cơ hoặc đánh bạc, nếu không quý bản mệnh sẽ luôn luôn bị thiệt thòi. Tuổi Bính Thìn thuở nhỏ khá hiếu động, tinh nghịch, ham chơi. Khi lớn lên, khả năng giao tiếp ngày càng được cải thiện, điều đó giúp cho họ dễ dàng nổi bật trước đám đông, tạo dựng nhiều mối quan hệ. Tuy nhiên, có một số người lại cho rằng
Tuổi Bính Thìn phô trương tự tin một cách thái quá. Tuổi Bính Thìn làm việc rất chăm chỉ để vươn tới một cuộc sống sung sướng giàu sang. Họ giỏi trong việc kiếm tiền và luôn có kế hoạch dành dụm cho tương lai của mình. Người này làm việc không chỉ vì mục đích kiếm tiền, điều quan trọng nhất là họ được sống với đam mê sở thích của mình nhờ vào sự cố gắng, ý chí quyết tâm vươn lên để phát triển bản thân. Mà Bính Thìn thường đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, họ không bao giờ sợ hãi lùi bước trước khó khăn. Ngược lại, Bính Thìn xem đó như là thời cơ quý giá để khẳng định bản thân. Bính Thìn không bao giờ cảm thấy mệt mỏi với những đam mê của mình. Họ hăng say làm việc và luôn có niềm tin vào tương lai tươi sáng. Không ít tuổi Bính Thìn chưa đến tuổi 40 là đã có tất cả. Nhìn chung, một khi Bính Thìn đã bắt tay làm việc gì thì sẽ tạo được thành quả ngoài mong đợi. Càng lớn tuổi Bính Thìn càng được quý nhân phù trợ nhiều, ngày càng giàu có, sung túc sống cuộc đời viên mãn. Quý anh chị đang xem nội dung video tháng 3 âm lịch, sự nghiệp vượt bậc, tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, con giáp này tiền về đầy túi, lộc vàng đầy kho, hết lo nghèo khổ. Tiếp theo chương trình xin mời quý anh chị cùng đến với phần luận giải chi tiết về các phương diện của con giáp tuổi Bính Thìn, sinh 1976, tháng 3 âm lịch 2024, cụ thể và chi tiết như sau. Về phương diện công danh và sự nghiệp như sau. Sự nghiệp của tuổi Bính Thìn có những bước tiến đáng kể vào tháng 3 âm lịch, dưới sự nâng đỡ của cục viện tam hợp. Thời điểm này, bạn có cơ hội gặp được người đồng nghiệp cấp trên tốt. Đối phương sẵn sàng chia sẻ cho bạn những kinh nghiệm quý giá, góp ý cho bạn những vấn đề còn tồn tại để bạn tiến bộ nhanh chóng hơn. Vì thế, theo tử vi tháng 3 âm lịch cho thấy, trong mọi tình huống, con giáp này hãy luôn giữ thái độ khiêm tốn và cầu thị. Quá trình lắng nghe sẽ giúp bạn tích lũy được nhiều kiến thức quý giá. Việc lập kế hoạch làm việc cần căn cứ vào tình hình thực tế, không nên ảo tưởng vào khả năng của mình hoặc lý tưởng hóa mọi việc. Chỉ khi đưa ra những mục tiêu cụ thể và đúng đắn, bạn mới có động lực để thực hiện và đạt được kết quả cao. Tuy nhiên, thời gian này, quý bản mệnh vẫn phải chú ý đến những tác động xấu do nguyệt lệnh lâm tử và ngũ quỷ đem lại. Tiểu nhân vẫn luôn nhăm nhe tìm cơ hội khi bạn lơ là để quấy phá. Vì thế, dù có đạt được thành công, quý bản mệnh cũng chớ nên chủ quan, làm việc gì thì mệnh chủ cũng hãy cẩn thận, khiêm tốn, để ý tới cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Tóm lại, sự nghiệp tuổi Bính Thìn có bước tiến đáng kể nhờ cục diện tam hợp, gặp được đồng nghiệp cấp trên tốt hỗ trợ, cần khiêm tốn cầu thị, lắng nghe để tích lũy kiến thức, lập kế hoạch làm việc dựa trên thực tế, tránh ảo tưởng, chú ý nguyệt lệnh lâm tử và ngũ quỷ gây tác động xấu, đề phòng tiểu nhân quấy phá. Về phương diện tài lộc, theo tử vi của tuổi Bính Thìn tháng 3 âm lịch thì công việc phát triển thuận lợi cũng kéo theo tình hình tài chính khả quan. Con giáp này có thể thu được khoản tiền kha khá, giúp cải thiện cuộc sống để dành tiết kiệm. Tam hợp nâng đỡ, người làm công ăn lương hoàn thành tốt công việc của mình có thể được thưởng nóng hoặc cất nhắc tăng lương. Với người vừa tìm được việc làm, bạn kiếm được khoản lương đầu tiên trong công việc mới, việc đó đem lại cho bạn nhiều động lực để bạn cố gắng hơn, đồng thời giúp cuộc sống của bạn ít nhiều có cải thiện. Nếu có ý định mở rộng đầu tư kinh doanh, bạn cũng có thể xem xét thực hiện trong thời điểm này. Có điều, quý bản mệnh cần xây dựng những kế hoạch phù hợp với sức của mình, không nên chạy theo xu thế, khiến cho tiền mất tật mang, ảnh hưởng sức khỏe. Ngũ quỷ hung tinh soi chiếu, đem tới ít nhiều tác động tiêu cực cho vận trình của quý bản mệnh. Song quý bản mệnh không cần quá lo lắng. Chỉ cần bạn làm việc cẩn thận thì không lo sợ bị tiểu nhân quấy phá, thậm chí bạn còn đoán được trước tình thế để chuẩn bị sẵn cách ứng phó. Tóm lại, tuổi Bính Thìn tháng 3 âm lịch công việc thuận lợi, tài chính khả quan, có thể tiết kiệm, người làm công ăn lương có thưởng, người mới đi làm có lương đầu tiên, có thể mở rộng đầu tư kinh doanh, nhưng cần kế hoạch phù hợp tránh chạy theo xu hướng, ngũ quỷ hung tinh gây tác động tiêu cực nhưng không đáng lo, chỉ cần cẩn thận thì không sợ tiểu nhân quấy phá. Về phương diện tình duyên và gia đạo, căn cứ tử vi tháng 3 âm lịch của 12 con giáp thấy rõ ràng, tuổi Bính Thìn cũng có nhiều cơ hội đón tin vui trong chuyện tình cảm. Vào khoảng thời gian này, chỉ cần quý bản mệnh mở lòng đón nhận thì ắt tìm được người ưng ý. Với người đã lập gia đình, mối quan hệ giữa bản mệnh và người ấy ngày một khăng khít, thậm chí hai người có thể thấu hiểu nhau. Mà không cần phải nói ra thành lời, người ấy chính là động lực để bạn đối diện với khó khăn, sẵn sàng thử thách bản thân trong những mục tiêu mới. Tóm lại, trong tháng 3 âm lịch tới đây, tuổi Bính Thìn sẽ có nhiều cơ hội đón tin vui trong chuyện tình cảm. Người độc thân sẽ tìm được người ưng ý nếu mở lòng đón nhận. Người đã lập gia đình sẽ có mối quan hệ ngày một khăng khít thấu hiểu nhau mà không cần nói ra thành lời. Người ấy chính là động lực để tuổi Bính Thìn đối diện với khó khăn, sẵn sàng thử thách bản thân trong những mục tiêu mới.
về phương diện sức khỏe. Nhìn chung tháng 3 âm lịch này, tuổi Bính Thìn 1976, họ sẽ không gặp phải vấn đề nào quá lớn trên phương diện sức khỏe. Đôi khi công việc vất vả có thể khiến bạn cảm thấy hơi mệt mỏi. Song chỉ cần bạn nghỉ ngơi đúng lúc thì sẽ nhanh chóng phục hồi sức lực để có thể luôn khỏe mạnh và có tinh thần hiện thực hóa các mục tiêu. Quý bản mệnh nên lưu ý chế độ ăn uống, cân bằng dinh dưỡng, lối sống khoa học, không nên làm việc quá sức, hạn chế tiệc tùng, đồng thời chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao. Tóm lại, trong tháng 3 âm lịch tới đây, tuổi Bính Thìn nhìn chung sức khỏe ổn định, công việc vất vả có thể khiến bạn mệt mỏi nhưng nghỉ ngơi đúng lúc sẽ nhanh chóng phục hồi. Để luôn khỏe mạnh, bạn nên lưu ý chế độ ăn uống, cân bằng dinh dưỡng, lối sống khoa học, hạn chế tiệc tùng, chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao. Kết luận, tháng 3 âm lịch sự nghiệp tuổi Bính Thìn có bước tiến đáng kể nhờ cục diện tam hợp, gặp được đồng nghiệp cấp trên tốt hỗ trợ, tài chính khả quan có thể tiết kiệm, người làm công ăn lương có thưởng, người mới đi làm có lương đầu tiên. Với tình duyên, tuổi Bính Thìn sẽ có nhiều cơ hội đón tin vui trong chuyện tình cảm. Người độc thân sẽ tìm được người ưng ý nếu mở lòng đón nhận. Người đã lập gia đình sẽ có mối quan hệ ngày một khăng khít, thấu hiểu nhau mà không cần nói ra thành lời. Sức khỏe tuổi Bính Thìn nhìn chung ổn định, chỉ cần lưu ý chế độ ăn uống, cân bằng dinh dưỡng, lối sống khoa học, hạn chế tiệc tùng, chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao. Xem đến đây chắc hẳn anh chị đã nắm được cơ bản về vận trình của mình tháng 3 âm lịch rồi. Vậy trong thời điểm tới đây, quý bản mệnh tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, cần phải làm gì để có thể nắm bắt vận may và đổi đời như ý thì tất cả sẽ được Minh Đường Tử Vi chia sẻ qua những phần tiếp theo trong video ngày hôm nay. Quý anh chị đang xem nội dung tháng 3 âm lịch, sự nghiệp vượt bậc, tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, con giáp này tiền về đầy túi, lộc vàng đầy kho, hết lo nghèo khổ. Và tiếp theo chương trình sẽ là lượt cảnh báo của các nhà tử vi, vận mệnh của tuổi Bính Thìn sinh 1976, cụ thể như sau. Tiền bạc dồi dào, nhưng đề phòng họa phá tài, vận trình tài lộc của tuổi Bính Thìn đang gặp phải những điều bất ổn, có khi thăng. Nhưng nhiều khi trầm mặc sa sút nghiêm trọng, tốt nhất khi mà vận khí còn đang tốt, mọi sự đang hanh thông thì phải nhanh chóng để nhanh tiến độ. Nắm bắt thời cơ bất cứ khi nào có thể, khi tiền về túi mình thì mới an toàn. Đừng để cơ hội kiếm tiền vụt mất khỏi tay quý bản mệnh nhé. Bởi tới khi vận trình sa sút, tiền bạc tổn hao muốn kiếm tiền cũng khó, họa đến như núi lở, lúc biết ra thì đã muộn màng, muốn trở tay cũng không kịp. Tài lộc vẫn tới, tiền bạc khá dồi dào, nhưng vì nhiều chuyện cần chi tiêu nên khó lòng tích tụ, quý bản mệnh nên luôn nhắc nhở mình về các phương án tiết kiệm tiền bạc, đề phòng khi khốn khó còn có cái để chi tiêu. Xích mích nội bộ đây sẽ là chuyện khiến cho tuổi Bính Thìn trong khoảng thời gian này phải đau đầu. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần làm việc của bạn, hiệu suất cũng có thể vì thế mà sụt giảm. Nếu quý bản mệnh không thể xử lý ổn thỏa, cấp trên có thể sẽ can thiệp. Và vấn đề sẽ không đơn giản như hiện tại đâu, đôi khi bạn còn nảy sinh tâm lý muốn phản kháng, chống đối lại các quy định nghiêm ngặt tại nơi làm việc. Bạn cho rằng chúng đang kìm hãm sự phát triển của bản thân và bày tỏ thái độ khá tiêu cực, con giáp này nên chú ý cách hành xử nếu không muốn làm xấu đi hình ảnh của mình. Kính thưa quý anh chị Bính Thìn sinh năm 1976 thân mến, trong một năm có 12 tháng và mỗi tháng lại có rất nhiều ngày, trong đó mỗi người trong chúng ta lại sinh vào những giờ ngày tháng khác nhau. Vậy tháng sinh có ảnh hưởng đến vận mệnh của mỗi một người như thế nào? Thì ngay sau đây sẽ là một phần đặc biệt mà Minh Đường Tử Vi muốn gửi đến quý bản mệnh Bính Thìn sinh năm 1976. Xin mời Bính Thìn sinh năm 1976 cùng lắng nghe và chiêm nghiệm vận mệnh tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 theo tháng sinh để biết được chúng ta sinh tháng nào là may mắn và ngược lại. Tuy nhiên vạn vật sinh ra đều có căn nguyên của nó. Chính vì thế, nếu quý bản mệnh là người sinh vào ngày tháng không may mắn thì cũng đừng lo lắng nhé. Có câu, đức nhân thắng số. Vận mệnh của Bính Thìn sinh tháng 1 âm lịch, tức là tháng Giêng, là tiết Tân Xuân. Tuy rằng đất trời giao hòa, nhưng với tuổi Bính Thìn là sinh không gặp thời, rồng không có chỗ quay lên, có tài cầm binh khiển tướng, có ý chí lãnh đạo cao xa, nhưng không có đất dụng võ làm việc gì cũng gặp phải khó khăn, có công làm lụng mà chẳng được hưởng thành quả về mình. Phúc vận từ tổ tông bạc bẽo, cha mẹ anh em không giúp đỡ được nhiều, phải tự mình độc lập, tự cường, chịu nhiều vất vả mới làm nên sự nghiệp. Người này ôm trong mình hoài bão cao xa, có nhiều lý tưởng, cũng có tài năng hơn người, nhưng không tìm được cơ hội để thể hiện. Làm mẫu người có tài, mà không có đất để dụng võ, không có người hỗ trợ, họ phải đơn thương độc mã gây dựng mọi thứ bằng chính hai bàn tay trắng. Vì thế mà khó nên đại nghiệp, sinh vào tháng này trong năm, dù là nam mạng hay nữ mạng, đều không đặt nặng vấn đề lập gia đình, đa phần đều kết hôn rất muộn.
vận mệnh của Bính Thìn sinh tháng 2 âm lịch. Tháng 2 theo lịch âm rơi vào tiết Kinh Chập, người này số phận may mắn, tài lộc hanh thông, sự nghiệp thành công vang dội, người này có địa vị khá cao trong xã hội, được nhiều người kính nể và ngưỡng vọng. Người cầm tinh con rồng sinh tháng này trong năm có tài trí hơn người, văn võ song toàn, có thể thăng tiến cao như rồng bay về trời. Họ tự tin vào bản thân mình, luôn suy nghĩ tích cực lạc quan, song đôi khi có phần cố chấp, không chịu nghe theo ý kiến bất cứ ai. Có điều, sự thành công là tấm huy chương đảm bảo cho họ giành được lòng tin và ngưỡng mộ của người xung quanh. Sự nghiệp thăng tiến nhanh như diều gặp gió, tài lộc ùn ùn kéo tới không ngừng, cả đời vinh hoa phú quý, con cháu đầy đàn, làm mẫu người danh lợi song toàn, đại phú đại quý. Tuổi Bính Thìn mà sinh vào tháng 2 âm lịch thì có mệnh quý nhân, tài lộc dư dôi, có cơ may làm nên đại nghiệp, công thành danh toại, đức cao vọng trọng, địa vị cao sang, nhiều người kính nể, có quyền có thế. Vận mệnh của Bính Thìn sinh tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch theo lịch vạn niên, đất trời vào tiết Thanh Minh, người này thông minh nho nhã, là bậc kỳ tài, ý chí kiên cường. Họ không dễ dàng khuất phục trước khó khăn, công danh, tiền tài như ý muốn, hoạn lộ hanh thông, luôn ở vị trí dẫn đầu được nhiều người ngưỡng mộ. Tháng 3 âm lịch là tháng sinh của cầm tinh con rồng, đa tài, đa nghệ, trí dũng song toàn, ôm trong mình nhiều hoài bão lớn, tham vọng ý chí ngất trời, có khả năng quản lý và lãnh đạo rất tốt. Người này có thể gây dựng được vị trí của mình, từ trong khốn khó giành được sự chú ý của đám đông, sự nghiệp được quý nhân nâng đỡ nên vô cùng thuận lợi, mưu sự tất thành, công việc suôn sẻ, cơ hội thăng tiến đến không ngừng, địa vị cũng theo đó mà lên cao mãi, thăng quan tiến chức không phải chuyện gì quá xa xôi, đa phần người này đều làm nên nghiệp lớn, vang danh bốn bể. Vận mệnh của Bính Thìn sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 đúng vào tiết Lập Hạ, đây là người có ý chí cao xa, có ý nguyện rời non lấp bể, là bậc kỳ tài hiếm có, uy phong hiển hách. Chú rồng này có số mệnh nắm giữ vương quyền, thống soái thiên hạ, danh lợi song toàn. Tuổi Bính Thìn sinh vào tháng 4 âm lịch có thể nói vận số cực kỳ tốt, công danh lợi lộc không thiếu thứ gì, được muôn người trọng vọng kính nể. Họ là người có chí lớn, tài hoa xuất sắc hơn người, có sức khỏe tốt, tinh lực dồi dào, tính cách cương trực thẳng thắn, ghét sự xấu xa giả dối. Nam mạng phần lớn thích hợp theo nghiệp bình trường, có thể vì quốc gia mà hy sinh thân mình làm nên nghiệp lớn. Vận mệnh của Bính Thìn sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch nằm trong tiết Mang Trùng, người này chuyên làm việc lớn, tính cách mạnh mẽ quyết đoán, thẳng thắn, kiên cường, có thể vượt mọi khó khăn, tự mình tạo ra uy quyền cho mình, công danh sự nghiệp đủ đầy, thăng tiến ầm ầm không gì cản nổi. Tuổi Bính Thìn sinh tháng 5 âm lịch là bậc kỳ tài, họ có nhân duyên tốt, các mối quan hệ xã giao cực kỳ thuận lợi, giúp ít nhiều cho cả công việc và cuộc sống, là người có tài lãnh đạo, có thể thống soái vạn người, tuy nhiên, tính tình có phần cổ quái, lại nóng nảy dễ tức giận, độc đoán, chuyên quyền luôn làm theo ý mình, nếu không tu tâm dưỡng tính, thay đổi bản thân thì con đường phía trước khó tránh khỏi trắc trở muộn phiền, số mệnh phú quý. Tuổi Bính Thìn sinh vào tháng này trong năm đường tài lộc hanh thông, tiền bạc trong nhà chất cao như núi, danh tiếng lẫy lừng khắp núi sông, là nhân tài cường cột quốc gia. Vận mệnh của Bính Thìn sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch trong năm rơi vào tiết Tiểu Thử, người này cũng có tài năng, nhưng nếu sinh không đúng giờ cát lành, thì cuộc đời dễ gặp phải nhiều điều trắc trở về sự nghiệp, tiền bạc, thiếu thốn, khó khăn bủa vây như rồng mắc cạn, như hổ xuống đồng bằng. Tuổi Bính Thìn sinh tháng 6 âm lịch, đúng khi tiết trời bắt đầu nóng bức, tài hoa hơn người, nhưng lại chẳng được may mắn, luôn lỡ mất cơ hội chạm tay vào thành công, cha mẹ anh em không giúp đỡ được nhiều. Tuy học hành giỏi giang, thông minh lanh lợi, nhưng lại chẳng được thần may mắn đoái thương, nếu đi theo con đường kinh doanh, tài lộc bất ổn khi thăng, khi trầm, lên xuống bất định, tuy không lo chuyện cơm áo, nhưng sự nghiệp khó bề phát triển, kể cả có thăng tiến thì cũng không giữ được phong độ lâu dài. Vận mệnh của Bính Thìn sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch trong năm là tiết Lập Thu, người này thông minh đỉnh ngộ, chu toàn, dũng khí hơn người, biết lượng sức mình, tiến thoái có chừng mực, bất cứ chuyện gì người này cũng đều cẩn trọng, nên kẻ tiểu nhân không có cơ hội để hãm hại. Tuổi Bính Thìn sinh tháng 7 âm lịch cuộc đời hạnh phúc, thành công, tài đức song hành, trí tuệ hơn người. Họ may mắn được anh em bạn bè giúp đỡ, hỗ trợ rất nhiều, cũng là người vượng vận quý nhân, đường sự nghiệp thăng tiến như diều gặp gió, chỉ cần đề ra mục tiêu là nhất định sẽ đạt được. Vận mệnh của Bính Thìn sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch trong năm là tiết Bạch Lộ, người sinh tháng này cầm tinh con chồng, là nhân trung học, khí chất nho nhã, phong lưu, thích giao du bạn bè, kết bạn bốn phương, người này tư chất hơn người, vẻ ngoài nho nhã điềm tĩnh, có sức hút rất lớn với người khác phái, họ có tài năng xuất chúng, tính tình hiền hòa, cư xử có chừng có mực,
được nhiều người yêu mến và kính nể. Họ thích gần gũi với thiên nhiên, đam mê xê dịch, yêu du lịch, chí hướng cao xa, tham vọng to lớn. Bản thân người này có thể nhờ học hành mà ghi danh bảng vàng, thành danh rực rỡ, có lộc về đường quan chức, được quý nhân phù trợ. Nên những chú rồng này gặp hung hóa cát dù làm chuyện gì cũng đều có thể thành công, tài lộc ầm ầm kéo tới, cả đời được hưởng phúc lộc, bình an tự nhiên mà có. Vận mệnh của Bính Thìn sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch là tiết hàn lộ, Bính Thìn sinh tháng này tính tình điềm đạm, chín chắn, tâm địa thiện lương, trung thực, thật thà, cũng là người trọng chính nghĩa, sẵn sàng xả thân vì việc lớn, họ có tâm tạo phúc nên được hưởng phúc dày, vạn sự như ý, cát khánh bình an. Tuổi Bính Thìn sinh tháng 9 âm lịch là người ôn hòa, nho nhã, hiền lành đôn hậu, tuy nhiên cũng có lúc có phần cố chấp, ngang ngạnh, song vẫn kiểm soát được bản thân, khí chất bộc lộ ra ngoài, thể hiện tài trí hơn người khiến những kẻ xung quanh đều phải kinh ngạc, họ dũng cảm đối đầu với khó khăn không lùi bước trước trở ngại, lại được quý nhân giúp đỡ khá nhiều nên cuộc đời nhiều phần suôn sẻ, dù có thất bại nhưng họ cũng không lùi bước mà kiên trì nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ nên tài lộc đủ đầy, hạnh phúc ngập tràn. Vận mệnh của Bính Thìn sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch trong năm là tiết lập đông, Bính Thìn sinh tháng này không cần phải vất vả quá nhiều, có tài năng nên vẫn có được thành công, tuy nhiên ý chí người này không cao, sự khó, sự khổ, sự thất bại nên không chịu dấn thân tiến bước, cuộc đời an phận thủ thường, không màng danh lợi, không cần sự nghiệp cao xa, không thèm chức cao vọng trọng. Tuổi Bính Thìn sinh tháng 10 âm là điển hình của mẫu người thích những gì an toàn và ổn định, họ tin vào ông trời sắp đặt, chấp nhận số phận dành cho mình, được những điều gì thì yêu lấy điều đó, không giành giật, cũng không ganh tị với ai. Vận mệnh của Bính Thìn sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch trời vào tiết đại tuyết, băng tuyết lấp đường chẳng còn lối đi, tứ phía bủa vây toàn chướng ngại, người này sự quyết đoán. Nếu có thất bại thì cũng khó lòng vượt dậy tinh thần, mặc dù có tham vọng nhưng lại chưa thực hiện được, làm lụng vất vả mà không có được thành công, không được hưởng thành quả. Người này có tài hoa xuất chúng, ôm nhiều lý tưởng và hoài bão, song cuộc đời thiếu may mắn không có nhiều cơ hội để thể hiện bản thân mình. Khi có cơ hội không phải không biết nắm bắt, mà sau có kẻ xấu rình rập hãm hại, làm lỡ mất thời cơ, nên đành ôm hận. Họ là người quản giao có nhiều bạn bè, sống có kế hoạch làm gì cũng theo sắp đặt trước. Họ quan niệm rằng chỉ có như vậy mới có thể thành công. Song với họ, chỉ kế hoạch không vẫn chưa phải là mấu chốt để giải quyết vấn đề, mà bản thân họ phải rèn luyện ý chí cho mình kiên cường, dám đương đầu với thử thách, dám nghĩ, dám làm, có vậy thì thành công tất sẽ tới ngay. Vận mệnh của Bính Thìn sinh tháng 12 âm lịch. Tức tháng Chạp, trùng với tiết Tiểu Hàn, tuổi Bính Thìn sinh vào tháng này phải chịu nhiều khó khăn vất vả, song mãi mà không có được thành công, tuy tài năng chẳng kém ai, nhưng sinh không gặp thời, tâm cao hơn trời, nhưng mệnh mỏng, phúc mỏng, không được như ý muốn, không được anh em bạn bè giúp đỡ, cũng chẳng được quý nhân tương trợ, sự nghiệp bước đầu khởi động chậm chạp, cũng không thu hoạch được gì nhiều. Người này nên giữ cho mình ý chí kiên cường, không dễ dàng sụp đổ trước khó khăn, năng kết giao với người tài năng, sống khiêm nhường và ham học hỏi, có thế sự nghiệp mới có cơ may thành công. Kính thưa quý anh chị, trưởng thành thực sự thì nó không nằm ở tuổi tác, mà là ở nội tâm, khoa học tâm linh, tóc bạc, da nhăn, lưng còng, răng rụng. Đây là biểu hiện của thân thể đã đến hồi lão hóa, nhưng lại không đại biểu cho sự trưởng thành. Trưởng thành thực sự là sự thành thục của trí tuệ, trải qua thế sự vẫn sừng sững bất động. 1. Là trưởng thành là gì? Là tóc bạc da mồi, là vết nhăn trên khóe mắt? Không, tất cả đều không phải. Dung mạo biến hóa chỉ là dấu vết của năm tháng. Trưởng thành thực sự sẽ không bao giờ để cho người trông thấy. Có lẽ trưởng thành giống như mận đào chín mọng, mềm mại, hương vị ngọt ngào. Chúng ta thường cho rằng, tuổi tác càng lớn thì tâm hồn cũng sẽ chín chắn thành thục. Kỳ thực không phải vậy. Trưởng thành giống như một quá trình lặp lại chuyện đời theo năm tháng, là sự thản nhiên sau khi mong cầu mà không được, là mỉm cười sau khi trải qua thống khổ rơi lệ, là nội tâm khao khát vươn lên sau những thất bại ê chề. Trưởng thành chân chính, từ xưa đến nay chưa từng có quan hệ với tuổi tác, càng không có quan hệ với thời gian, mà ở chỗ nội tâm tĩnh lặng và bình hòa. Trưởng thành giống như trăng sáng sau áng mây, như rồng bay trong mưa gió, là làm bạn cùng với đất đỏ bùn đen, càng giống loài cá cung bằng thuận gió bay thẳng lên trời cao. Thời Bắc Tống có một đại thi hào Lỗ Lạc tên là Tô Thức, ông dù phải trải qua vô vàn sóng gió của cuộc đời, nhưng vẫn giữ được phong thái bình thản, thông dong tự tại, lấy khổ làm vui. Tô Thức vốn là người cương trực, tính tình thẳng thắn, vì viết một bài thơ chỉ trích chính sách thuế muối của Vương An Thạch mà ông bị cách chức, phải chuyển tới Hoàng Châu. Ở Hoàng Châu,
Tô Thức sống trong một căn phòng nhỏ đơn sơ bên bờ sông, không có tiền cũng chẳng có cơm ăn, Tô Thức đành phải tự mình cày ruộng. Thế nhưng đối mặt với sự túng quẫn của cuộc sống, Tô Thức vẫn không hề để mất đi khí chất của mình. Ông chưa từng để đồng tiền làm mình nguy khốn. Tô Thức vẫn sống rất vui vẻ trong căn nhà nhỏ bên bờ sông. Ở Hoàng Châu, Tô Thức sống đời rất thanh đạm, đọc sách, ngâm thơ, vẽ tranh, viết thư pháp. Ông cất nhà, trồng rau, đào giếng, cày ruộng, vui cảnh điền viên, dù ngày càng trở nên bất đắc chí với chuyến lưu đày dài đằng đẵng. Ông lại nảy sinh tình yêu với miền đất hẻo lánh này và dùng gần trọn thời gian để sáng tác thi ca, thư họa. Khí chất đó của ông khiến người đời sau không khỏi ngả mũ thán phục. 2. Là trưởng thành không ở tuổi tác mà là cảnh giới. Nếu như nói quá trình lớn lên giống như cây cối nở hoa, thì sự trưởng thành giống như quá trình kết quả. Từ khi là những mầm non tới lúc nụ hoa hé nở, mỗi cây đều trải qua một quá trình sinh trưởng và phát triển, nhưng không phải mỗi một đóa hoa đều có thể kết quả. Cũng như không phải cứ lớn lên là đã thành thục chín chắn, trưởng thành là một loại cảnh giới. Giống như khi bầu trời tối tăm, bản thân vẫn có thể trở thành nguồn ánh sáng soi đường cho chính mình. Bị sương mù bao phủ không thấy lối đi, người trưởng thành sẽ hiểu được cần phải đi chậm lại, tĩnh tâm rèn rũa trong ma nạn, giữa sóng biển cuộn trào tĩnh lặng đợi thời cơ. Người trưởng thành hiểu rằng, ông trời sinh ra ai thì người đó tất sẽ có hữu dụng. Họ luôn hiểu được rằng mỗi một người đều không hề đơn giản như những gì thể hiện ra ở bề mặt. Hơn nữa ai cũng có ưu khuyết điểm riêng, một người khi càng thành thục họ sẽ càng hiểu hơn rằng, sống trên đời cần khoan dung bản thân, khoan dung người khác, thậm chí khoan dung với cả kẻ thù của mình. Biển có thể thu nạp trăm sông, dung chứa được nên mới thành ra to lớn. Khoan dung với lỗi lầm của người khác thực ra cũng là giải thoát cho chính mình. Đời người như cơn gió thoảng, tóc xanh thoáng chốc thành tóc trắng. Tâm trưởng thành thì không so đo với những được mất nhất thời. Gió càng lớn, tâm càng tịnh, mưa càng lớn ý chí càng vững vàng. 3. Là trưởng thành không phải ở tuổi tác mà ở nội tâm, tuổi tác dựa vào bề ngoài. Còn trưởng thành là ở chỗ nội tâm, người trưởng thành đều có một tâm hồn vô cùng bình thản. Trưởng thành tựa như sông lớn dâng nước vào ban đêm, bên ngoài không nổi phong ba, nhưng bên trong tích góp lực lượng lớn vô cùng, có khả năng gột rửa hết thảy mọi thứ. Nếu nói mỗi người đều có một phần hào quang, thì người trưởng thành nhất định là màu trắng sáng ngời mà không chói mắt, rực rỡ mà không khoa trương. Tích cực lại không sốc nổi, tâm thành thục tựa như nước, ôn nhu mà lại cứng cỏi, hết thảy buồn vui được mất cũng không thể lưu lại dấu vết. Thành thục không ở chỗ tuổi tác, mà là chỗ nội tâm an hòa và tĩnh tại, mặc cho thấy sự lưu chuyển, mặc cho mưa rơi gió thổi, bản thân vẫn vững vàng như núi. Trưởng thành chín chắn là một loại yêu cầu và hoàn thiện đối với tự bản thân mỗi người, nó cũng là một loại thể nghiệm và suy ngẫm lại đối với bản thân mỗi người. Đồng thời nó cũng là một loại trạng thái của sinh mệnh, trong quá trình đi đến trưởng thành, mỗi người đều sẽ phải trải qua rất nhiều điều, nhưng cũng sẽ học được rất nhiều điều. Cho dù con đường ấy xa bao nhiêu, nhiều chông gai thế nào, chỉ cần mỗi bước đi chúng ta đều trưởng thành hơn thì đã là thành công rồi. Trên đây là những chia sẻ vô cùng tâm huyết về nội dung tháng 3 âm lịch, sự nghiệp vượt bậc, tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, con giáp này tiền về đầy túi, lộc vàng đầy kho hết lo nghèo khổ. Từ đội ngũ biên tập kênh, trong quá trình truyền đạt đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót. Nếu có chỗ nào không phải mong quý anh chị thông cảm, hoan hỉ đồng hành và góp ý, đội ngũ biên tập kênh sẽ cố gắng ngày một hoàn thiện hơn. Quý anh chị Bính Thìn sinh năm 1976 thân mến, như chúng ta đã được biết, thì theo luật nhân quả thì thành công hay thất bại đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Nếu chúng ta muốn có được nhiều kết quả tốt đẹp, thì phải biết gieo nhân thiện ích, giúp người cứu vật, suy cho cùng, tiền bạc và của cải không làm cho con người ta hạnh phúc nhất. Hạnh phúc nhất chính là gia đình hòa thuận, con cái thuận hòa, tâm an thân khỏe. Trên đời này kẻ giàu người nghèo đều có nỗi khổ riêng. Biết hướng thiện, biết điều chỉnh hành vi thái độ ắt sẽ có cuộc sống đủ đầy an yên như mơ ước. Vậy nên những trong video này, chúng tôi mong muốn truyền tải đến quý anh chị chỉ mang tính chất tham khảo, giúp anh chị lấy lại tinh thần và động lực để sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Chúc quý anh chị Bính Thìn, sinh năm 1976 nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn, biết ơn và hẹn sớm gặp lại quý anh chị.